Chạc các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh các whisky Ninja H2XXSE 2023 ra mắt thị trường Bắc Mỹ với mức giá là 28.000 USD. Các mẫu xe các whisky Ninja 2 là minh chứng cho cái sự theo đuổi thay đổi mới, hiệu sức và cái niềm đam mê của hãng các whisky trong việc tạo ra cái dòng mô tô xe đạp tiên tiến nhất thế giới. Vào đầu năm 2023, Kawasaki Ninja H2XXSE trở lại một cái dòng sản phẩm là Hyperbike siêu nạp của nhà Kawasaki, kết nạp giữa hiệu sức và khả năng xử lý thực tế tối ưu với một cái bộ công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến nhất mà Kawasaki đã nghiên cứu từ trước đến nay. Kawasaki Ninja H2XXSE 2023 mang đến những cái công nghệ mới nhất ở hệ thống chèo, phanh, hỗ trợ người lái điện tử cho đến cái nền tảng là Hyperbike siêu nạp hàng đầu của họ, khiến em ấy trở thành một phiên bản là Sport Touring đỉnh nhất này. Một cái điểm mới cho cái phiên bản năm 2023 đó chính là bổ sung kim cái tính năng là ô tô hai pin, viết tắt là ASP, tự động bật tắt đèn pha COD khi cần thiết tùy thuộc vào cái độ sáng phía trước. Với tính năng là ASP, ứng dụng cái cảm biến camera để đánh giá được cái độ sáng từ cái đèn của cái phương tiện phía trước, đèn và đèn đường v.v. Cái hệ thống này đã tự động bật hoặc là tắt đèn pha của chiếc xe khi cần thiết dựa trên một cái độ sáng mà hệ thống đã thu nhận. Để tính năng có thể hoạt động, công tắc điều chỉnh cái độ sáng phải được đặt ở chế độ đèn pha. Chiếc xe phải chạy tốc độ trên 20 km/h và trời là phải tối. Khi hệ thống đã được kích hoạt, biểu tượng sẽ hiển thị cái màu xanh lục trên cái màn hình thiết bị. Với việc được trang bị cho mình một cái động cơ lập 4 xanh thẳng hàng, dung tích là 998cc, hệ thống Supercharger hiện đã được thiết kế để mang lại cái sức mạnh và hiệu quả ứng dụng trên cái dòng là Ninja H2XXSE 2023. Tập trung vào khả năng cung cấp sức mạnh ở giải vòng tua trung bình thấp với khả năng tăng tốc phân khích, ưu tiên với khả năng ứng dụng cái hàng ngày trong cái điều kiện lái trên cái đường phố. Sinh ra cái công suất cực đại là 200 HP, ở ngưỡng tua máy là 11.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đã là 137 Nm, tại ngưỡng tua máy là 8.500 vòng trên phút. Đồng thời thay đổi phần ống xả mới đáp ứng được cái tiêu chuẩn Euro 5. Cái hộp số Doctrine bổ sung cho cái phần động cơ mạnh mẽ và tạo cái điều kiện sang số mượt mà, nhanh chóng. Một cái bộ ly hợp chống trượt mang lại cái khả năng vận hành, cái tay con nó nhẹ nhàng và cái lượng chất lỏng đã thủy lực đã được dẫn đến các đĩa ly hợp giúp cho nhã ly hợp êm ái hơn. Màn hình TFT đủ màu 6.5 inch lớn, dễ đọc, bổ sung thêm cái dị màu công nghệ cao cho cái phần buồng lái. Bổ sung bởi nhiều cái chế độ hiển thị đen, trắng hoặc tự động, kết nối thoại thông minh cũng như khả năng tương thích với tích hợp điện thoại thông minh Kawasaki, viết tắt là SBIN, để cung cấp cho người lái nhiều thông tin. Trong khi hệ thống treo, hệ thống phanh vẫn giữ nguyên thông số như phiên bản của năm 2022. Ngay cả hệ thống điều khiển điện tử trên cái chiếc Ninja 2XX 2023 cũng vẫn như cũ. Hệ thống treo điện tử Kawasaki, viết tắt là KECS, hệ thống xử lý trong cua Kawasaki, viết tắt là KCMF, hay kiểm soát lực kéo Kawasaki, viết tắt là KTIC, hệ thống chống bốc cứng phanh thông minh Kawasaki, viết tắt là KIBS, Kawasaki Quick Shift, viết tắt là KWS 2 chiều, cái trợ lực Holding điều khiển điện tử, đèn LED theo góc cua. Nhưng cái lần này hệ thống sửa ấm tay lái, cổng jack USB được cung cấp dưới dạng là tùy chọn. Đối với phiên bản của năm 2023, nhiều loại phụ kiện chính hãng của Kawasaki như là KCA đã có sẵn cho cái dòng Ninja H2XXSE, gồm có phần yên trước cao, yên trước thấp, ốp yên cùng màu, nắp dầu, khóa mũ bảo hiểm và một cái gió trong suốt thấp hơn 55 mm. Những cái phụ kiện bổ sung bao gồm như thanh trượt khung, cái bộ túi yên cứng 28 lít, cái bộ phụ kiện túi, cái bộ bảng màu, bộ trang trí và một hệ thống cái chìa khóa mới. Kawasaki Ninja H2XXSE 2023 được phân phối với những gam màu như xanh lục ngọc lục bảo, hay gam màu đen Diablo kim loại, hay một cái gam màu xám than kỳ kim loại. Về mức giá bán được thị trường Đức Mỹ định giá rơi vào khoảng 28.000 USD, đó là tiền Việt nó tương đương gần là 656 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.